Hai các em, chị Meme đã trở lại rồi đây. Bây giờ đã gần cuối năm học rồi, các em đã biết điểm chưa? Chị chúc các em có thể biết được điểm thật là tốt nha. Và hôm nay chị đã thi xong rồi và chị phải cần chuẩn bị đồ dùng học tập cho lớp 4 đúng không nào? Nên bây giờ mẹ chị đã mua cho chị một chiếc cặp và những đồ dùng học tập của lớp học vật ngữ ra nè. Chúng ta cùng khui ra nhé. Phải cầm một chiếc kéo. Ai chà, thật to quá trời luôn. Chà, ui nặng dễ sợ luôn. Này là sticker mà mình muốn thẻ của mình có thể ghi những gì mình lắp luôn, còn lại là sticker của 12 cung hoàng đạo luôn nè. Trời ơi thích quá à, hay thích ghê dễ thở luôn á. Sẽ để qua một bên nha. Và cuối cùng một phần đặc biệt nhất đó chính là một chiếc cặp. Bây giờ chị sẽ để một cái hộp trống rỗng xuống nha. Những thứ mình không cần thiết đó. À quên, chị quên chưa mở cái lật này ra. Và nhìn bề ngoài có vẻ rất đẹp đó. Wow, đẹp thiệt luôn đó các em nè, rất chi là đẹp luôn. Mặc dù là cái này là chỉ có mấy cái xác số này thôi, không có ngày, nhưng mà cái này là cuốn nhật ký nè. Nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, chỉ có 14 dòng
năm thôi, nên các em á hãy nhớ là phải ghi tiết kiệm những gì mà mình muốn ghi vào thôi nha. Trong ngày hôm nay mình được gặp những điều gì nè, hôm nay mình được tặng cái gì nè, vân vân. Wow, mặc dù là như vậy nhưng mà em biết chắc em có thể phân biệt nha. Cái này là gì ta, không biết nữa, chị quên mất tiêu. Cái này hình như là chủ nhật hay là thứ sáu á, chẳng có biết nữa. Cái này là hình như là chủ nhật nè, đúng rồi chứ không. Thôi nói chung á là các em hãy tự tìm hiểu xem cái lịch đúng của chúng ta, hình lịch hàng ngày mình làm á là cái một, mấy cái chấm màu tím này sẽ là ngày gì nha, mình sẽ bỏ qua bên. Bây giờ phần tiết mục là khám phá cái tập. Wow, đúng như là chị đọc đó, nó có thể ôn được nghe, kéo không biết có kéo được không nữa. Thôi đẹp nha.
Thôi, video của chị đến đây là hết rồi. Nếu như các em thích những cái món này thì hãy subscribe cùng chị nha.